Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món bún suông, là một món bún của người miền Tây rất là ngon. Cách nấu nhà Diễm thì đơn giản lắm, tùy mình thích ha. Quan trọng là mình làm con suông nó dai nó ngon và cái phần nước lèo lên màu tự nhiên thiệt là đẹp, vừa thơm vừa ngọt nè. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món bún suông với Diễm nha. Để nấu một nồi bún cho từ 4 tới 5 người ăn á, thì Diễm mua một cái hộp tôm như vậy. Đây là tôm đông đá nha. Và một hộp như vậy nó để cái trọng lượng là 1 kg. Còn nếu mà mình xả đã đông ra rồi là 800 g. Cái size của nó là 30-40 ha. Mình nên mua cái loại tôm này nè, tại vì nó có luôn cái đầu á, mình sẽ dùng để mình nấu cái nước lèo ngon lắm. Tôm á, mình lấy ra khỏi tủ đá khoảng 1 tiếng ha. Sau đó mình mở ra và mình xả lại bằng nước lạnh nha. Lưu ý là mình sẽ xả nước lạnh để cho tôm nó rã đông đó. Mình xả cho cái nước đá nó tan, sau đó mình để cho tôm á nó tan mềm khoảng từ 5 cho tới 15 phút thôi nha. Đừng có để lâu quá thì tôm nó không có còn tươi nữa. Kiểm tra Diễm thấy tôm nó đã tan mềm rồi thì mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh một lần nữa ha. Mình rửa lúc còn vỏ, còn sau khi lột vỏ thì mình sẽ không có rửa nữa. Sau khi rửa sạch rồi á, thì mình dùng kéo á, mình cắt cái phần đầu tôm và cái thân tôm ra. Đó, mình cắt như vậy để chừa cái đầu lại để mình nấu cái phần nước dùng. Sau khi cắt đầu tôm xong á, thì mình lột vỏ tôm á, mình cho cái vỏ tôm chung với cái phần đầu tôm luôn ha, để dành ở đây. Tôm đã lột vỏ rồi thì mình rạch cái lưng sống lưng của tôm á, để mình lấy cái đường chỉ đen ra. Sau đó mình dùng cái tờ giấy nhà bếp á, mình lau tôm cho nó khô ráo nha. Thiệt là khô ráo thì mình làm cái suông á, nó mới dai nó ngon. Phần thịt tôm sau khi mà đã lột vỏ và lau khô á, thì Diễm cân lại được là 430 g á. Mình cân như vậy để cho mình dễ đo lường cái gia vị mình nêm nếm đó. Diễm nêm vào 2 phần 3 muỗng cà phê muối, 1 phần 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Mình sẽ trộn cho cái những cái gia vị này nó thấm đều hết vào trong cái thịt tôm ha. Khi mà mình thấy không còn những cái gia vị khô nữa đó, vừa trộn mình vừa nhồi mình bóp tí xíu cho nó dễ thấm. Mình dùng màng bọc thực phẩm á, mình đậy kín lại và mình cất vào trong tủ đá 1 tiếng nha, để cho tôm nó thiệt là lạnh mình xay nó mới dai. Trong thời gian này thì Diễm đi nấu nước lèo. Ở đây Diễm có 50 g tỏi ha, mình đập cho tỏi nó dập ra đó để mình nấu cái nước lèo cho nó thơm. Cho phần tỏi vào trong một cái nồi, Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn và mình bắt cái nồi này lên bếp ha. Bật lửa lên á, Diễm để cái lửa lớn nhất và mình sẽ chiên cho cái tỏi này nó vừa thơm. Hoặc nó hơi vàng tí xíu cũng được. Khi mình thấy thơm rồi á thì mình cho cái phần vỏ tôm và đầu tôm hồi nãy mình đã chuẩn bị rồi vào. Mình vẫn để lửa lớn nha và mình xào nhanh tay cho cái vỏ tôm, đầu tôm này nó chín ha, nó chuyển sang cái màu cam luôn á. Như vậy thì giúp cho cái nước lèo của mình á, khi nấu xong có màu đỏ rất là đẹp. Lúc này mình thấy thơm lắm luôn. Đó, mình thấy nó đã chín đỏ cam như vậy thì mình cho nước ha, Diễm cho vào 2 lít nước. Và mình nấu cho nồi nước lèo nó sôi trở lại. Lúc mà nó sôi á, thì nó sẽ có rất là nhiều bọt. Nhưng mà mình đừng có hớt nha, tại vì cái phần bọt ở trên cũng là cái phần gạch tôm đó. Mình thấy sôi thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ và mình nấu trong vòng 30 phút, không cần đậy nắp nha. Đậy nắp thì cái nước lèo nó không có thơm. Sau 30 phút á, Diễm kiểm tra, Diễm thấy màu rất là đẹp luôn. Thì lúc này á, mình nhắc khỏi bếp và mình lọc mình lấy cái nước lèo. Nếu mà mình thích á, mình cũng có thể hầm xương ha, nhưng mà Diễm thấy mình dùng cái vỏ tôm này mình nấu thì cái nước cũng đã rất là ngon rồi. Mình dùng cái muỗng á, và mình ém mình dắt cái phần nước trong đầu tôm ra cho ráo nha, tại vì cái nước này nó rất là ngọt. Để làm con suông á, thì Diễm sử dụng cái máy xay á, mình dùng cái lưỡi dao bằng sắt. Tôm sau khi để trong tủ đông đá được 1 tiếng á, mình lấy ra mình nên kiểm tra nha. Tức là con tôm nó phải thiệt là lạnh, nó đông đá tí xíu cũng được nhưng mà đừng có đông cứng là được. Đó, như vậy thì mình cho vào cái cối xay để mình xay. Diễm cho hết vào luôn. Cái cối xay này của Diễm á, nó là 6,5 cups á.
nhiễm cho vào một muỗng canh dầu màu điều giúp cho cái con suông mình nó có cái màu đẹp á. Nếu mà mình không có thì mình dùng dầu ăn luôn cũng được. Và cộng thêm 2 muỗng canh dầu ăn nữa nha. Như vậy thì cái con suông nó mới béo và nó mềm. Nếu mà mình ăn mỡ, mình cho mỡ thì nó lại càng ngon hơn nữa. Nhiễm cho thêm 1/2 muỗng cà phê bột hành, 1/2 muỗng cà phê bột tỏi và 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng ha. Nếu mình không có bột hành bột tỏi thì mình phi hành tỏi lên cho thơm á, mình cho vào cũng được. Bây giờ mình mang đi xay nha. Bật cối xay lên á, Diễm để cái tốc độ cao nhất. Và Diễm lưu ý là cái này á, mình xay á làm sao cho cái tôm nó phải hơi nhuyễn nha. Quan trọng là nó nhuyễn á thì nó mới dai được, không ấy là nó sẽ bị bở. Vì vậy á, mình mới để tôm vào trong tủ đông đá đó cho nó lạnh. Sau khoảng 45 giây mình mở ra mình kiểm tra, mình nên quết cái phần trên xuống cho nó đều ha. Và mình tiếp tục mình xay thêm khoảng 30 tới 45 giây hoặc là mình mở ra mình kiểm tra ha. Mình phải thấy là cái tôm á, nó hòa quyện vào nhau. Và mình xem ở đây nè. Tức là nó tạo thành một khối và rất là chắc luôn. Lúc mà Diễm dùng muỗng á, Diễm khỏ vào, mình nghe thử nha. Đó, nó kêu giống như bịch bịch như vậy luôn á, thì cái tôm của mình nó mới dai. Và mình nhìn kỹ mình thấy tôm nó cũng nhuyễn á, chứ không phải còn nhìn thấy những cái miếng thịt tôm. Ở đây Diễm có cái túi bắt bông kem nè, mình cho tôm vào đây để mình nặn sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà không có thì mình dùng muỗng á, mình tạo thành những con suông cũng được. Tùy mình thích cái con nó to hay nhỏ đó, Diễm thấy là không có nên nặng to quá cũng không có đẹp ha. Mình cắt đi, rồi thí dụ tí xíu nữa mình điều chỉnh sao. Mình dùng tay á, mình dàn đều cái thịt tôm ở trong cái túi ha. Nếu mà mình chưa có làm liền á, mình cất vào trong tủ lạnh nha. Đừng có để cho nó nóng á, thì nó sẽ làm giảm cái độ dai. Bắt nồi nước lèo trở lại lên bếp á, Diễm cho vào 2,5 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng cà phê đường phèn và 3 muỗng cà phê bột niêm gà. Nước lèo của cái món bún này nó sẽ có cái vị ngọt thanh, tại vì cái vị của người miền Tây đó. Mình cũng có thể niêm từ từ để điều chỉnh cho nó hợp với cái khẩu vị nhà mình. Mình nấu cho nồi nước lèo nó sôi trở lại. Và nếu có bọt thì mình hớt bỏ bọt đi ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình nặn những con suông vào trong nước lèo đã sôi nha. Nước sôi thì mình mới nặn vào. Và nó hơi nặng tay, vì vậy mình nên bóp ở cái phần đầu của cái túi á. Thì mình thích cái con suông nó dài hay ngắn thì mình điều chỉnh thôi. Và dùng kéo mình cắt cho nó dễ. Khi mà nó chín thì nó sẽ nổi lên trên như vậy nè. Đó, vậy là mình đã xong cái nồi bún suông rồi đó. Nấu rất là đơn giản mà Diễm thấy ngon lắm. Cái con suông khi mà nó chín thì nó sẽ co lại và nó hơi phồng lên tí xíu. Nếu mà mình không có ăn liền thì mình nên vớt con suông ra ngoài ha. Khi nào ăn thì mình mới cho lại vào trong cái nồi nước lèo. Đó, để Diễm quay gần. Rất là dai luôn. Và nếu mà mình thích ăn béo thì như Diễm nói, mình cho thêm mỡ thì nó sẽ có cái độ giòn, dai và mềm, ngon lắm. Mình cho thêm vào trong nồi nước lèo mấy cái đầu hành trắng á, giúp cho cái nước lèo của mình nó thơm hơn. Nước lèo của món bún suông này á, nếu đúng thì mình sẽ nêm thêm me và tương đen vào. Nhưng mà Diễm thích để riêng á, để Diễm mình dễ điều chỉnh theo khẩu vị. Thì Diễm sẽ pha riêng, thì Diễm có 40g me ha. Diễm cho vào 100ml nước sôi nha. Sau đó mình sẽ khuấy cho me nó tan ra và mình để ở đây khoảng 5 phút ha. Sau 5 phút á, thì mình sẽ lọc, mình lấy cái phần nước thôi nha. Cái phần xác á, thì mình không có dùng. Sau đó mình nêm nếm vào thì Diễm cho 1 muỗng canh nước mắm. Nếu mà mình thích ăn đậm đà hơn á, thì mình cho 1,5 muỗng canh. Và 2 muỗng canh tương đen ăn phở ha. Khuấy lên cho đều và mình nêm lại nha. Cái nước chấm này thì nó sẽ có một cái vị chua ngọt và mặn nhẹ nha. Để mình dùng mình chấm cái con suông và mình nêm thêm vào trong tô bún đó. Bây giờ mình đi múc một tô bún suông nha. Thì ở đây Diễm có bún nè. Nước lèo thì tùy mình thích ha. Mình thích ăn nước nhiều thì mình cho nhiều. Sau đó mình gấp vài con suông mình để lên trên và mình nêm hẹ ha. Mình có thể cắt thành từng khúc hoặc mình cắt nhuyễn như hành lá, Diễm thấy cũng ngon nữa. Và Diễm có thêm tóp mỡ, cái này là tùy mình nha. Tóp mỡ này thì cách làm Diễm cũng đã có chia sẻ rồi.
Mình làm xong mình để cho nó khô ráo thì nó rất là giòn. Mình cho vào trong cái tô bún á, mình ăn liền á, trúng miếng tôm mỡ ngon lắm luôn. Khi ăn á, thì mình sẽ chan cái phần nước chấm lên nè. Rau ăn kèm á, thì tùy mình thích và mình có cái nào, thì hôm nay nhà Diễm chỉ có giá và tí xíu húng lủi thôi. Mình có thể ăn chung với lại rau muống bào hoặc bắp chuối cũng được. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món bún suông thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.